Người tránh được ngày bốn sai lầm hại thân này, năm mới nhất định lên hương, tính cách quyết định vận mệnh 365 ngày tiếp theo của bạn. Nhân vô thập toàn ai cũng có những khuyết điểm. Tuy nhiên, nếu biết sớm loại bỏ những đặc điểm dưới đây, bạn có thể làm nên nghiệp lớn trong năm mới. Nhà triết học Hy Lạp cổ đại He Lắc Giáp từng nói tính cách quyết định vận mệnh, con người ai cũng có tính tốt và tính xấu. Đối với người làm nên nghiệp lớn, nhân cách tốt giúp đạt được vinh hoa trong sự nghiệp và cuộc sống, trong khi nhân cách xấu có thể hủy hoại cả cuộc đời. Người xưa nói Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó thay, nhưng đối với một số tính cách xấu thì dù khó khăn đến mấy cũng phải thay đổi. Trải qua một năm 2022 đầy khó khăn, chỉ những người hiểu bản thân mới có thể tránh những điều sai lầm cơ bản dưới đây để có thể tiến xa trong năm mới. Người có tính tự mãn, càng tiếp xúc với những người đẳng cấp, bạn sẽ càng phát hiện ra khuyết điểm của mình. Khách quan mà nói, sức người có hạn nên khả năng và kiến thức của bất kỳ ai cũng tương đối hạn chế, vì vậy, có thể nhận ra khuyết điểm của bản thân chính là hiện thân của trí tuệ. Thế nhưng, không ít người chưa nhận thức được điều này. Họ tìm mọi cách che giấu khuyết điểm mà chỉ thổi phồng những gì đang có. Nên nhớ rằng, ranh giới giữa sự tự tin và tự mãn rất mỏng manh. Càng có thói quen chủ quan và ảo tưởng về bản thân, họ sẽ càng tụt hậu, thậm chí trở thành ếch ngồi đáy giếng. Con người có thể bỏ một năm, mười năm hay nhiều hơn thế để xây nên thành công, nhưng tính tự mãn như một liều thuốc độc có thể phá vỡ thành công đó chỉ trong tích tắc mỗi người chúng ta phải biết quản trị kiểm soát bản thân và phải có hướng đi sự kiên định và nỗ lực không ngừng nghỉ người không hiểu chính bản thân mình lão tử từng nói hiểu người khác là thông minh hiểu được chính mình mới là bậc thánh nhân những người khôn ngoan thực sự nhận ra được sự thật rằng muốn chiến thắng trong cuộc đời phải biết người biết ta trong đó hiểu được chính bản thân mình còn quan trọng hơn việc hiểu về người khác chỉ những người hiểu đầy đủ điểm mạnh và điểm yếu của bản thân mới có thể biết bắt đầu tìm kiếm thành công từ đâu ngôi nhà cao phải có móng vững chắc hiểu rõ về bản thân mình chính là xây một cái móng thật chắc cho sự phát triển về sau những người không có khả năng tự nhận thức về bản thân cũng như một ngôi nhà móng yếu một khi gặp bão gió sẽ chẳng thể vững vàng một khi thất bại họ thường không suy nghĩ lại về những điều bản thân đã làm không rõ nguyên nhân một người như vậy sẽ không thể tiến bộ cuộc đời họ sẽ chỉ rơi vào ngõ cụt người thường xuyên than vãn cái này không thuận mắt cái kia cũng không vừa ý mọi thứ đều không ổn đây là kiểu người cho rằng tất cả mọi thứ xung quanh đang cố ý làm khó anh ta những người này không bao giờ tìm hiểu hay nhìn nhận vấn đề ở góc độ khác mà chăm chăm đổ lỗi than vãn và phàn nàn trung du răng người đã gây dựng nên đế chế hưu đai tập đoàn đa quốc gia lớn thứ hai hàn quốc từng nói đối với mỗi người ý chí là quan trọng nhất còn trẻ bạn có thể nghèo tài sản nghèo vật chất nhưng không được phép nghèo ý chí cứ mãi đổ lỗi cho khó khăn hoàn cảnh nghèo nàn và thiếu nguồn lực bạn sẽ mãi chỉ là một tên lớn hèn vô dụng và thất bại người thiếu tử tế trong cuộc sống việc sống tử tế rất quan trọng chúng ta phải sống tử tế đồng thời cũng phải bảo vệ và tôn trọng sự tử tế của người khác những người khôn khéo sẽ luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác và sẽ không để người khác cảm thấy bị xúc phạm một số người ít có khả năng kiểm soát cảm xúc của bản thân họ dễ kích động chút cảm xúc của bản thân lên người khác luôn cho rằng người khác là nguyên nhân gây ra sự khó chịu từ góc độ khác những người dễ tức giận là những người thiếu tự tin những người có tính cách này làm việc kém hiệu quả bởi họ để cảm xúc chi phối quá nhiều. Trước một biến cố họ dễ hoang mang, dối bời, vì thế khó có quyết định sáng suốt, tự chủ, khó đứng dậy khi vấp ngã. Đôi khi họ tự làm vỡ các mối quan hệ của mình. Ngược lại, những người luôn muốn thể hiện sự vượt trội của họ trước người khác có thể vô tình trở nên vô duyên, thậm chí xúc phạm nỗi đau của người khác trong nhiều trường hợp. Thật vô cùng thiếu tôn trọng khi xây dựng hạnh phúc của riêng bạn trên sự đau khổ của người khác.